Tháng 2 năm 2022, thủ môn được tung vào sân để đá tiền đạo. Tháng 6 năm 2022, tiền đạo được chỉ định bắt gôn vì thiếu người. Trong tình thế khó khăn nhất, Trần Liêm Đều và Nhâm Mạnh Dũng đã xuất hiện để chấp nhận thi đấu trái sở trường và giúp cho đội tuyển U23 Việt Nam hoàn thành trận đấu. Trong bóng đá, việc bị điều chỉnh sang vị trí trái sở trường đã gây khó khăn cho cầu thủ. Còn từ hậu vệ, tiền đạo, tiền vệ sang thủ môn và ngược lại thì lại còn khó khăn hơn nữa. Trần Liêm Đều tại bán kết U23 Đông Nam Á 2022. Trong trận bán kết giải U23 Đông Nam Á giữa Việt Nam và Timor-Leste, đội bóng do huấn luyện viên Đinh Thế Nam dẫn dắt bị sức mẻ lực lượng nghiêm trọng vì nhiều cầu thủ chấn thương và nhiễm Covid-19. U23 Việt Nam bước vào trận đấu với chỉ 2 cầu thủ trên bàn ghế dự bị. Ban huấn luyện đã tính toán trước và chuẩn bị trang phục trắng của cầu thủ cho thủ môn dự bị Trần Liêm Đều để anh có thể vào sân thi đấu trong vai trò tiền đạo. Khi trận đấu bước sang phút 99 ở hiệp phụ, Nguyễn Trung Thành quá đau nên không thể thi đấu. Thủ môn sinh năm 2001 được tung vào sân thay thế và chơi vai trò trung phong. Sự có mặt của Liêm Đều giúp cho U23 Việt Nam mang chút sóng gió lên khung thành đối phương. Anh có một số pha làm tường tốt và mở ra cơ hội dứt điểm cho đồng đội, nhưng đáng tiếc là bàn thắng đã không đến. U23 Việt Nam phải bước vào loạt đá luân lưu sau 120 phút hòa không đều, rồi thắng Timor-Leste chung cuộc với tỷ số luân lưu là 5-3. Trần Liêm Đều cùng đồng đội ăn mừng trong hạnh phúc. Có lẽ anh không ngờ rằng vai diễn cascade của mình lại đáng nhớ đến như vậy. Nhâm Mạnh Dũng tại tứ kết U23 châu Á 2022. Phút 79 ở trận tứ kết U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam đối đầu với Ả Rập Xê Út trong một tình huống lao ra truy cản, thủ môn Quang Văn Chuẩn phạm lỗi với Fipras ở ngoài vòng cấm. Bởi tốc độ cao và tính chất nguy hiểm của pha bóng nên trọng tài đã rút thẻ đỏ cho Văn Chuẩn. Huấn luyện viên Công hết quyền thay người và ông phải kéo Nhâm Mạnh Dũng về trấn giữ khung thành. Có lẽ tại giải U23 châu Á lần này, không cầu thủ nào có được sự đa năng như Nhâm Mạnh Dũng. Anh chơi xuất sắc ở vị trí trung vệ trong trận gặp U23 Thái Lan, chơi tuyệt hay ở vị trí tiền đạo khi đối đầu với U23 Hàn Quốc và U23 Malaysia. Trong hơn 10 phút cuối trận tứ kết, dù bất đắc dĩ xỏ găng đứng bảo vệ khung thành, Mạnh Dũng đã có 2 pha cản phá xuất sắc giúp cho U23 Việt Nam không bị thua thêm. Nói không ngoa khi Nhâm Mạnh Dũng chính là cầu thủ đa năng nhất mà bóng đá Việt Nam từng sản sinh. Một người có thể thi đấu xuất sắc ở nhiều vai trò, từ trung vệ đến tiền đạo và làm thủ môn cũng khá ổn. Có thể nói hai người đóng thế bất đắc dĩ, Trần Liêm Đều và Nhâm Mạnh Dũng đã hoàn thành nhiệm vụ với U23 Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.